ở bên YouTube cái thằng GA nó bây giờ mẹ nó trừ thuế kiểu ấy thì nặng ghê nhỉ anh nhờ. Hay là chỉ tháng ý thôi chứ mẹ tháng sau mà cứ như thế thì toi làm Không có đâu, mà trừ nó lâu lâu mới bị thần lần như đấy cả. Trừ trừ kinh khủng lên được mà view Việt Nam của em tận chín mấy phần trăm toàn view Việt Nam gì mà nó gần như nó cướp tiền của mình. View Việt Nam mới bị chứ, view nước ngoài bị mấy đâu. Cái đấy anh em mình phải tự tự trách bản thân mình tại sao lại sinh ra giữa nước Việt Nam. Nguyên nhân lớn nhất thường bị tổng thiếu là thường do chạy bùng, chạy át bùng. Việt Nam mình có một trò kinh điển là chạy át bùng. Chạy át bùng tức là sao? Thường chạy át một thời gian là Google nó sẽ cho credit. À, đúng rồi, có thể là như thế thật. Chạy cho credit, chạy 10 triệu cho credit 5 triệu xong rồi bắt Tại đầu vì chạy chạy tiếp cho credit ở tiếp. Việt Nam đấy, ở Việt Nam vừa rồi cái mấy cái vụ quảng cáo, mấy cái vụ quảng cáo về chữa xương khớp rồi đau lưng rồi cái kiểu là 30 năm thuốc gia truyền các thứ bị. Vấn đề xương khớp hỏi cho tôi, tôi cam kết chưa khỏi 100%. Cái đấy thì cái đợt đấy thì bùng nổ, cái đấy là anh nghĩ là do thay đổi chính sách của Google. Trước đấy các cái loại đấy không được phép quảng cáo, nhưng mà nó thay đổi chính sách, chắc là cho thuốc đông y được phép quảng cáo hay sao, các loại thuốc thảo dược cái loại đấy được phép quảng cáo hay sao, cho nên nó mới chạy được, kiểu bùng phát ra. Còn cái chuyện chạy bùng thì nó khác, cái chuyện chạy bùng là nó đấy, cứ có thẻ tín dụng, có đợt thấy qua Lào qua Campuchia để làm thẻ tín dụng bên đấy dễ, mới mà dễ, xong rồi về chạy chạy ad, khi được tài khoản chạy ad của mình được một đủ lớn, Facebook hay Google cho credit lớn đấy. Cho credit tức là cho chạy thiếu ấy, cho chạy trước ấy, trả tiền sau ấy, cuối tháng tổng kết trả tiền ấy. Tại vì cái bản chất của chạy ad là gọi là gì nhỉ, đấu giá mà chưa biết trước là sẽ hết bao nhiêu tiền. Mình nhiều lúc giống như các bạn bảo là không không cắn át ấy, át không cắn, nhiều lúc bỏ tiền đấy nhưng mà át của mình có chạy được đâu, đấu giá đấy, thì cuối tháng mới tổng kết mới trả tiền. Thì khi credit được 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ chẳng hạn, bọn nó chạy át chạy nhiều tiền lắm, các tài khoản át lớn của các công ty agency. Tại vì cái trò của quảng cáo ấy là thường là nó về tay các agency lớn là chính, còn linh tinh nhỏ lẻ anh em mình nhìn thấy ở trên mạng mấy người chạy át thuê các kiểu đấy nhận 500 triệu 1 tỷ gì đấy là nhỏ thôi, chứ còn các agency nó mình mới nhiều. Agency nó gồm từ các nhãn hàng, các công ty về lại, xong rồi nó chạy quảng cáo cùng một lúc thì nó mới nhiều tiền những cái tài khoản quảng cáo lớn. Xong rồi Việt Nam mình bùng bùng mở tài khoản mới thì kết quả là anh em mình làm content bị tổng thiếu thôi, bọn Google thì nó đấy, tao không biết, tao không thể nhận được tiền. Không nhận được tiền thì không tính. Có thể là đấy, tháng tư vừa rồi như anh nói đấy, chạy quảng cáo, các chiến dịch quảng cáo rất mạnh từ đầu tháng tư luôn cho đến cuối tháng tư, đến khoảng khoảng 6 ngày 1 tháng 5 là chấm dứt. Đây, anh em mình thấy RPM giảm hẳn, tại vì chạy quảng cáo nó chạy rất chính xác theo theo lịch mà, chạy rất nhiều thì bùng nhiều thôi.